Xin chào các em, rất vui khi được đồng hành cùng các em trong khóa học ôn thi vào 10 Trung học phổ thông môn ngữ văn của trang web olm.vn. Bác nhớ miền Nam nội nhớ nhà, miền Nam mong bác nội mong cha. Khi bác, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc mãi mãi ra đi, trở về với lòng đất mẹ, nhà thơ Tố Hữu đã từng khóc thương bác trong tác phẩm Bác ơi với bao nỗi xúc động nghẹn ngào. Và thế là bác đã không còn quay lại bến cảng nhà rồng, không còn ở lại với đồng bào miền Nam cho thỏa niềm mong mỏi. Trong hoàn cảnh ấy, Viễn Phương, một người con của miền Nam ruột thịt, đã tìm đến chốn bác yên nghỉ, chỉ khát khao được nhìn thấy người. Vậy tâm trạng và cảm xúc của nhà thơ như thế nào? Hôm nay hãy cùng cô đến với tác phẩm Viếng Lăng Bác. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau vào phần 1 La Mã, tìm hiểu chung. Thứ nhất, về tác giả. Như những video trước, đầu tiên cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần con người và cuộc đời. Viễn Phương sinh năm 1928, mất năm 2005. Tên khai sinh là Phan Thanh Viễn, quê ở tỉnh An Giang. Vùng đồng bằng chim trũng này quanh năm được phù sa bồi đắp, nhưng đây cũng là nơi gánh chịu thiên tai, lụt lội. Thuở nhỏ, tôi sống ở một xã heo hắt vùng biên giới, trên vùng đất nghèo khổ mà năm nào trời cũng giáng thiên tai, lụt lội, gạo cơm còn thiếu, chữ nghĩa ai màng. Năm 1945, khi Viễn Phương tròn 17 tuổi, đang theo học ở Cần Thơ, cách mạng tháng 8 nổ ra với nhiệt huyết của người thanh niên yêu nước, Viễn Phương xếp bút nghiêng lên đường theo tiếng gọi của cách mạng. Dựa vào tiểu dẫn sách giáo khoa, theo các bạn, dòng nào sau đây đúng khi nói về tác giả Viễn Phương? Ông là một nhà thơ và cũng là một chiến sĩ. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và Mỹ, ông hoạt động chủ yếu ở Nam Bộ, là một trong những cây bút có mặt sớm nhất của lực lượng văn nghệ giải phóng miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Vậy, theo các bạn, nhà thơ nào sau đây không cùng thời với tác giả Viễn Phương? Thơ Viễn Phương thường nhỏ nhẹ, giàu tình cảm và chất thơ, mơ mộng trong hoàn cảnh chiến đấu ác liệt ở chiến trường. Sau năm 1975, ông được bầu làm Chủ tịch Hội Văn nghệ Giải phóng Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và được bầu vào Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam. Trong cuộc đời làm thơ của mình, ông được rất nhiều những đánh giá, khen ngợi. Cụ thể, nhà văn Mai Văn Tạo đã từng nhắc đến ông: thơ Viễn Phương dễ nhớ, giàu cảm xúc nhưng không bi lụy, cường điệu nỗi đau. Thơ Viễn Phương nền nã, thì thầm, mang mát, bâng khuâng, dây dứt, không hút mắt, cầu kỳ, kênh kiệu, khoa ngôn. Hình ảnh nào trong đời sống anh cũng tìm thấy chất thơ. Không chỉ là một nhà thơ, Viễn Phương còn là một nhà văn. Nhà văn Triệu Xuân đã từng nhận xét: ông chuyên viết ký về những chuyện người thật, việc thật, những sự tích mà ông tận mắt chứng kiến, tạo nên những trang văn xuôi lấp lánh văn chương, lấp lánh tình đời. Với những năm tháng chiến đấu và hoạt động trong lĩnh vực văn chương tích cực như thế, chắc chắn nhà thơ đã để lại cho nền thơ ca hiện đại Việt Nam nhiều tác phẩm có giá trị. Hãy cùng cô đi vào phần B, sự nghiệp sáng tác. Là một nhà thơ nổi tiếng, những tập thơ của ông được xuất bản đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc với giọng điệu hoàn toàn đặc biệt. Các tác phẩm đã xuất bản như Chiến thắng và Hòa bình năm 1953, Mắt sáng học trò năm 1970, Nhớ lời di chúc năm 1972, Như mây mùa xuân năm 1978, Phù sa quê mẹ năm 1991, v.v. Tuy nhiên, ông còn là một nhà văn
với những tác phẩm truyện và ký như Quê hương địa đạo, Sắc lụa trữ la, Ngàn say mây trắng, Miền sông nước, vân vân. Nếu như bạn nào thích tác giả Viễn Phương, hãy tìm đến những tập thơ và truyện ký của ông nhé. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần 2, tác phẩm. Đầu tiên về hoàn cảnh sáng tác. Theo các bạn, bài thơ được sáng tác trong hoàn cảnh nào? Sau năm 1975, với sự giúp đỡ của nhân dân Liên Xô cũ, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được hoàn thành. Miền Nam lúc này cũng vừa giải phóng, đồng bào miền Nam có thể được ra viếng Bác cho thỏa nỗi khát khao mong chờ. Nhà thơ Viễn Phương cũng ở trong số đồng bào chiến sĩ miền Nam ra viếng lăng Bác. Xúc động trước tấm lòng và tình yêu thương mênh mông của người, ông đã sáng tác bài thơ Viếng lăng Bác, sau này được nhạc sĩ Dân Huyền phổ nhạc thành bài hát được rất nhiều người yêu thích. Phần B, xuất xứ. Theo các em, Viếng lăng Bác được in trong tập thơ nào? Bài thơ tiêu biểu của tác giả Viễn Phương được in trong tập thơ Như mây mùa xuân năm 1978 là một trong những tập thơ hay nhất của tác giả này. Về thể thơ, theo các em, bài thơ được sáng tác theo thể thơ nào? Viếng lăng Bác là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Viễn Phương với thể thơ 8 chữ mới mẻ, hiện đại, được tác giả sử dụng linh hoạt đã bộc lộ được những cung bậc cảm xúc trong lòng của người khi được đến thăm người cha già kính yêu, không câu nệ vào quy định cũ, cách gieo vần trong từng khổ cũng không cố định, có khi liền, có khi cách. Đó là sự sáng tạo rất linh hoạt của nhà thơ trong sáng tác thơ 8 chữ, nhằm diễn tả tình cảm xúc động, thành kính và tự hào pha lẫn nỗi đau xót của tác giả từ miền Nam ra viếng lăng Bác, cũng như cảm nhận riêng của nhà thơ khi vào viếng lăng. Có thể nói, bao trùm bài thơ là niềm xúc động thiêng liêng thành kính, lòng biết ơn và tự hào pha lẫn nỗi đau xót của tác giả. Về mặt cảm xúc, quan sát và đọc tác phẩm, theo các bạn, đâu là trình tự đúng của mạch cảm xúc của tác giả? Dựa trên những nỗi niềm, tâm trạng bao trùm của tác giả được bộc lộ thông qua việc đọc tác phẩm, có thể thấy mạch cảm xúc theo trình tự một cuộc vào lăng viếng Bác. Mở đầu là cảm xúc khi đứng bên ngoài lăng Bác, tập trung ấn tượng về hình ảnh hàng tre. Tiếp đó là cảm xúc khi đứng trong dòng người bất tận, ngày ngày vào lăng viếng Bác. Tiếp đến là khi được nhìn thấy Bác yên nghỉ trong lăng. Và cuối cùng là niềm mong mỏi tha thiết được ở lại khi sắp phải trở về miền Nam. Như vậy, dựa theo mạch cảm xúc trên, chúng ta có thể chia bố cục của tác phẩm thành 4 phần. Thứ nhất, ở khổ thơ 1, đó là cảm xúc của tác giả trước cảnh vật bên ngoài lăng Bác. Khổ 2 là cảm xúc của nhà thơ trong dòng người vào viếng lăng Bác. Khổ 3 là cảm xúc khi vào trong lăng Bác. Và khổ cuối cùng, khổ 4, mong ước thiết tha khi sắp rời lăng Bác. Như vậy, ở video này, cô trò chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu về tác giả tác phẩm, qua đó nắm được những nét khái quát về nhà thơ Viễn Phương cũng như có những kiến thức nền tảng để tiếp xúc với tác phẩm. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo để cùng phân tích tác phẩm này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.